Xin chào và cảm ơn quý anh chị đã quay lại với Di động Minh Huy. Quý anh chị mua hàng vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0933 600 386. Minh Huy xin cảm ơn. Hi, xin chào và cảm ơn quý anh chị đã quay trở lại với Di động Minh Huy và em là Minh Huy đây cả nhà nhé. Thì đầu tiên cho Huy xin gửi lời cảm ơn đến quý anh chị, những người đã và đang theo dõi kênh YouTube Di động Minh Huy cũng như là các cái hệ thống kênh TikTok, Facebook của Di động Minh Huy cả nhà nhé. Cả nhà đừng quên là vào cái trang Facebook Di động Minh Huy mới mẻ này của em, bấm cho em một nút like, một nút đăng ký nhé. Và em xin chúc quý anh chị có những phút giây xem video vui vẻ này. Cũng như là sắp cuối tuần rồi, ngày mai là cuối tuần rồi, thì chúc quý anh chị là có những ngày nghỉ cuối tuần bên người thân và gia đình cả nhà nhé. Rồi thì dù đi đâu thì cũng đừng quên là nên chăm thường xuyên hơn, gọi điện về cho gia đình cũng như là chia sẻ với gia đình mình nhiều hơn. Ok nhá. Rồi em xin phép em đưa vào những cái sản phẩm. Hôm nay em sẽ đưa cho quý anh chị một list những sản phẩm mức giá dưới 2 triệu đồng cả nhà nhá. Dưới 2 triệu đồng thôi là mình đã có những sản phẩm để mình có thể dùng rồi và dùng lâu dài, dùng bền luôn cả nhà nhá. Đây là đều là những sản phẩm có chất lượng tốt. Đấy. Và cả nhà nhớ là lưu ý để giúp em một nút đăng ký, một nút like để cổ vũ em Huy đưa ra nhiều sản phẩm hơn nhá. Đầu tiên em xin giới thiệu đó là sản phẩm HTC, là một sản phẩm đến từ nhà HTC ở nhà nhé. Chiếc này sẽ có là 2GB RAM, 16GB bộ nhớ ở nhà nhé. Cam trước sau thì vẫn còn tương đối là ổn. Đấy, cả nhà xem qua này. Cam trước nhé, còn tương đối là sắc nét. Không biết là quý anh chị quay video này có nhìn rõ không? Đấy, em xin phép em chụp một bức ảnh này. Chụp một bức ảnh đưa cho anh chị xem nhé. Thật ra cái da em thì đúng là thật, đúng đen thật. Chứ không phải là dạ vờ đen đâu ạ. Da em thì đúng là đen thật. Rồi, thì đấy thì cam trước cam sau đều bình thường nhé, dùng bình thường. Chiếc này ấy thì có thể là nhắn tin bàn phím tiếng Việt các thứ ok hết cả nhà nhé. Nhắn tin bằng tiếng Việt và mọi thứ đều dùng ok bình thường được. Lắp sim dùng được luôn. Nhưng mà cái vấn đề nó gặp phải ấy là không có tiếng Việt ở đây. Đấy, tiếng Anh nhá, nhắn tin vẫn bằng tiếng Việt bình thường. Dùng thì vẫn bình thường nhá, cài full ứng dụng các thứ. Đấy, vẫn là bình thường cả nhà nhá, máy full chức năng hết. Rồi, chiếc này em định cho quý anh chị là 600.000 cả nhà nhá. Tiếp theo xin giới thiệu một sản phẩm nữa đến từ của Kyocera nhé, còn rất là ít thôi, còn chiếc thôi cả nhà nhé, còn một chiếc thôi. Thì đây là Kyocera, chiếc này thì có khả năng chống nước rất là tốt này, chống va đập tốt này, và cái khả năng sử dụng rất là ok nhé. Nói chung là để rơi riếc thoải mái luôn, kể cả xe máy đằn qua cũng không việc gì ở nhà, đấy là sự thật nhé. Cái này rất là bền, chiếc này em để quý anh chị giá 900.000 thôi. Thì tình trạng là máy dùng wifi các thứ ok hết, và chỉ là không có tiếng Việt và không lắp được sim thôi. Cam trước này vẫn rất là sắc nét cả nhà nhá. Đấy, follow mặt rất là nhanh. Con này chip tương đối là tốt nhé cả nhà nhá. Rồi, cam sau sẽ là camera kép này. Nói chung là con này thì cái khả năng chụp ảnh, quay video hay là các thứ của nó rất là ok, rất là ổn. Thì trong tầm giá mà chỉ 900.000 thôi thì quý anh chị mua về làm gì? Thứ nhất là quý anh chị có thể mua về làm một cái máy phụ này để mình có thể là dùng wifi, dùng như một cái máy tính bảng được. Thứ hai nữa là mình có thể mua về cho con, có thể học online ở nhà được. Hoặc là con có thể xem YouTube, hoặc là các con ăn bột được. Đấy, cho các con xem những cái chương trình học cả nhà nhá. Đừng có cho con xem TikTok hay xem YouTube nhiều quá. Hãy cho con xem những chương trình học ấy, giúp con phát triển hơn. Thì cái đấy tốt hơn cả nhà nhá. Mà đẹp không làm mố gì, có chống nước luôn. Con đập hay là con làm rơi vỡ thoải mái. Đây này, cái này ở đây có vân tay luôn cả nhà nhá. Máy rất là ok, tổng quan rất là đẹp, rất là hầm hố cả nhà nhá. Cam kết là rất là chắc chắn nhá. Chiếc này thì dùng thoải mái, không lo hỏng gì. Rồi, chiếc này em để quý anh chị 900.000 thôi cả nhà nhá. Tiếp theo xin đến Samsung Galaxy Z3 Pro. Z3 Pro thì chiếc này máy zin này, màn zin nhá, tương đối là đẹp cả nhà nhá. Màn là màn zin không phải màn linh kiện đâu, chiếc này sử dụng là cái màn IPS LCD cả nhà nhá. Cam trước này cũng tương đối là sắc nét cả nhà nhá, cam sau thì cũng thế, sắc nét luôn. RAM 2, em nhớ không nhầm là bộ nhớ 32 thì phải. Đấy, mình sẽ cùng xem qua một chút về cái thông tin thiết bị nhá. Chiếc này sẽ có là dung lượng RAM là 2GB RAM, bộ nhớ 16GB cả nhà nhé. Chiếc này em đang bán là 1 triệu đồng, bớt cho quý anh chị 50.000 còn 950 cả nhà nhé. Tiếp theo nữa là một chiếc Samsung Galaxy A. Chiếc này là A mấy nhỉ? Con này là A800. A800 là A8 đời 1 cả nhà nhé. Đây này, A810 đây này. Đấy, A810 đây. Hai con lệch nhau một đời nhá, thiết kế thì tương đối là khác nhau. Nhưng mà con đời 1 thì nhìn nó vẫn tương đối là mỏng manh hơn. Rồi em xin giới thiệu chi tiết này. Chiếc này thì màn hình đẹp không ngủ ám gì nhá, rất là đẹp luôn. Rất là hiếm khi mà có một chiếc máy mà màn hình đẹp như này mà giá cực kỳ hợp lý cả nhà nhá. Thì quý anh chị quay link video thì có thể nhìn màu nó lệch một tí ấy, nhưng mà cái máy quay thì nó thật là nó phân biệt màu cũng không quá là sắc nét đâu. Rồi, thì cái này sẽ sở hữu là dung lượng RAM là đây cả nhà xem qua này. Đấy, RAM 2GB, bộ nhớ 32GB. Vẫn thoải mái để dùng nhá. Quý anh chị mua dùng ok, pin thì 3000, công nghệ màn hình này là màn Super AMOLED cả nhà nhá, màn OLED rồi thì rất là sắc nét và mượt mà. Rồi, cam thì cam trước này, đấy, tương đối là sắc nét nhé, quý anh chị video call hoặc là gọi điện các thứ thoải mái này.
Cam sau cũng ok nhá, cam sau cũng tương đối là sắc nét, cả nhà xem qua nhá. Chiếc này em đã khuyến chị là 1,1 triệu cả nhà nhá, chỉ có một chiếc duy nhất thôi. Cái này thì đấy, lau khá là sạch, nói chung là cũng có xước sát cấn móp theo thời gian thì cũng có gọi là màu của thời gian rồi, thì cũng không vấn đề gì cả nhà nhá, rất là ổn và mức giá cực kỳ là hợp lý, chỉ có 1,1 triệu cả nhà. Tiếp theo nữa em xin giới thiệu là sản phẩm LG G5. LG G5 thì có vân tay phía sau một chạm này, thiết kế cực kỳ độc đáo nhất cả nhà nhá. Cam sau là cam kép này, có góc rộng và góc siêu rộng này, rất là ok. Đấy, có logo G5 ở đây này, máy nguyên zin các bạn nhé. Quý anh chị mua về làm sưu tầm hoặc là làm gì cũng được, rất là thoải mái nhé. Phía dưới này, cộng sạc đẹp này, khung viền đẹp này. Chiếc này RAM 4 bộ nhớ 64 GB, màn hình là màn hình 2K IPS cả nhà nhá. Rất là đẹp và sắc nét, em nhớ không nhầm là màn 5 in 3. Cam trước này, sắc nét luôn. 1 triệu 2 thì không thể mà không chọn chiếc này. Thật ra thì em hơi bất ngờ nhá, quý anh chị mà không mua hôm nay thì em sẽ để em sưu tầm luôn cho nó gấu. Đây là góc rộng nhá, đây góc hẹp hơn này. Chúng cam rất là sắc nét cả nhà, đây thấy chưa, soi nét nền nẹt luôn. Mà chỉ có 1 triệu 2, có một chiếc duy nhất thôi. Đấy, cả nhà thấy chưa, cam thì nét vô cùng. Màn thì không ố ám gì cả nhà nhá, màn trắng đẹp. Đấy, em xin phép làm tắt nguồn thì em mở được cái module cho quý anh chị xem. Tại vì G5 nó thật với quý anh chị là chiếc này nếu mà quý anh chị không mua thì em để em sưu tầm thôi. Tại vì nó quá là ứng mắt đi, quá là ứng mắt đi. Đây có khay sim đây nhá. Mở ra này, mở cái module này ra cho quý anh chị xem này. Phía trong một cái thiết kế cực kỳ đặc biệt nhá, của LG nhá. Đây thiết kế module này, dạng module này. Có viên pin ở đây này. Cả nhà thấy chưa? Đấy, rất là ok nhá, thiết kế cực kỳ là độc đáo. Mức giá thì quá là rẻ rồi, 1 triệu 2 cả nhà nhá. Máy dùng ok hết. Quá là hấp dẫn luôn. Tiếp theo nữa đến với chiếc điện thoại Samsung Galaxy Z5 Pro, giá là 1 triệu rưỡi cả nhà nhé. Chiếc này thì màn ám nhẹ, tương đối là nhẹ. Quý anh chị xem trên video có thể thấy nhé. Phía trước là camera đơn này, đây có một đèn flash LED này. Phía sau là cũng là một camera nữa, dùng rất là ok nhé. Em sẽ vào để xem thông tin giới thiệu sản phẩm này cho quý anh chị xem. Có vân tay nhạy nhé. Như chiếc này cũng có vân tay này cả nhà nhé, có vân tay nhé, rất là nhạy. G5 cũng có vân tay này, con này thì cũng có vân tay cả nhà nhé. Camera thì trước sau đều ok nhé, cam sau này sắc nét cả nhà nhé, cam trước rồi cũng sắc nét luôn cả nhà nha, rất là ổn. 1,3 triệu cả nhà, Samsung Galaxy Z5 Pro 1,3 triệu đồng. Đấy, cả nhà xem qua này, dung lượng nhá, RAM 2, bộ nhớ 32 GB, dùng mượt mà nhá, vân tay một chạm, rất là ổn định trong tầm giá. Tiếp theo nữa xin giới thiệu nữa là 1,4 triệu sẽ có chiếc Xiaomi Mi A1 cả nhà nhé. Mi A1 thì cam trước này tương đối là sắc nét nhé. Nhìn camera Xiaomi thì tuổi 20, 22, 21 nam này, thông minh thế nhỉ. Nhưng mà camera của Xiaomi thì đấy tương đối là ổn thôi, chứ cũng không quá là chất như những cam khác nhá. Cam sau cũng đẹp này. Đấy, cam sau là cam kép nhá. Phía kính camera nứt một tí ở đây này. Đấy, không ảnh hưởng gì đến chụp ảnh nhá. Vân tay một chạm này, đèn flash LED 2 tông màu, khung viền tương đối là đẹp. Chiếc này có cộng sạc Type-C, chạy Android One rồi, RAM 3, bộ nhớ 32 cả nhà nhé. Giá chiếc này rất là rẻ thôi, chỉ là 1,4 triệu. Tiếp tục nè, qua một chiếc nữa 1,4 triệu nhé cả nhà nhé. 1,4 triệu ở đây là Samsung Galaxy, không phải Samsung đây, mà Alcatel Supreme. Chiếc này rất là đẹp nhé, quý anh chị mua sưu tầm thì hết ý bài thơ luôn. Giá 1,4 triệu nhé, RAM 4, bộ nhớ 32, màn hình 2K. Đấy, pin thì cũng tương đối thôi. Đấy, hết pin ra rồi. Rồi, khung viền này tương đối là đẹp nhé, chiếc này được chạy chuốt này, phay 3D cut này, rất là đẹp nhé, khung viền bo cạnh, màn hình là màn hình 2K, giá 1,4 triệu cả nhé. Pin thì không trâu lắm đâu. Gọi là pin tương đối, xin lỗi cả nhà. Rồi thì cũng em thấy cũng rất là ok đấy ạ, có vân tay này, camera đẹp nhé, cam sử dụng cảm biến của Sony nhé. Đấy, rất là ok nhé. Chiếc này thì giá chỉ là 1,4 triệu, quá là rẻ trong tầm giá nhé. Mua về sưu tầm thì hết ý luôn, cũng rất là tuyệt vời. Em tin là sau livestream hôm nay thì máy ở đây sẽ là bốc hơi hết, bốc hơi và bay màu hết, chứ không còn chiếc nào nữa cả. Đây là chiếc Samsung Galaxy Note 8. Chiếc này em để quý anh chị là 1,6 triệu ạ nhé. 1,6 triệu, máy Hàn Quốc mà bị đốm như này. Tình trạng nữa là cái kính này nó bị hồi bọt một tí ở đây như này, bọt một đường ở đây thì không ảnh hưởng gì nhé cả nhà nhé. Bật màn hình lên vẫn nhìn bình thường. Đấy, nó hơi lệch màu một tí thôi, giá là 1,6 triệu à nhé. Đây là Samsung Galaxy, đây bên trong thì còn dữ liệu khách cũ thì lát em sẽ xóa đi cả nhà nhé. Nói chung là máy Hàn Quốc mà thì còn dữ liệu khách hàng là đúng thôi. Đây là Samsung Galaxy Note 8 nhé, Note 8 này màu vàng luôn, rất là đẹp mắt cả nhà. Đây cam sau này sắc nét vô cùng, cam trước này cũng sắc nét vô cùng luôn, nói chung rất là ok nhé. Tầm 1,6 triệu mua con này quá hợp lý rồi. Bút S Pen này, chiếc này màu gold nhé, bút S Pen màu vàng rất là đẹp. Thì nói chung là chức năng vẽ vời các thứ thì ok hết cả nhà nhé, máy rất là ok.
Những chiếc như thế này thì máy đốm thì tùy quý anh chị nhé, quý anh chị mua về mà tì đè nhiều thì không nên mua, còn mua về mà dùng một cách bình thường, nâng niu một chút và dùng quay video chụp hình các thứ thì quá tuyệt vời, giá 1.600.000 nhá, rất là rẻ, cực kỳ rẻ luôn. Chung là rất là hiếm khi mà có những chiếc mà lưng rất là đẹp nhá, màu gold luôn, đẹp mộng mơ luôn. Đấy, quý anh chị mà ít có tài chính nó giới hạn và muốn là sưu tầm những con máy đẹp cũng như là dùng những công nghệ, trải nghiệm những công nghệ mới nhất thì có thể mua con này. Đấy, rất là đẹp cả nhà, vọ như này, viền như này thì quá là ư là tuyệt vời luôn. Tiếc là mà nó hơi hồi bọt một tí thôi và đốm. Đấy, thì giá là 1 triệu 6 nhá, quá là rẻ. Quý anh chị ạ, à, em bán hàng thì nó thật là rất là nhiều quý anh chị ủng hộ rồi. Quý anh chị nào đã ủng hộ em thì để lại cho em một comment nhé. Và em thấy có một điều rất là hay ấy, là cái kênh của em, các cái trang bán phương tiện bán hàng của em ấy thì được rất là nhiều quý anh chị yêu quý. Thì em xin cảm ơn quý anh chị đã dành tình cảm cho em rất là nhiều nhé. Nhiều quý anh chị yêu quý lắm. Và quý anh chị cứ để ý thấy cái lượt like bên dưới ấy, lượt like bên dưới video ấy, cái lượt view nó không nhiều đâu, nhưng mà lượt like kiểu gì cũng nhiều gấp đôi gấp ba những shop khác cả nhà. Shop khác được 5.000 view thì mới được khoảng 70 đến 100 like, nhưng mà shop em mới được khoảng 2.000 view thôi là đã khoảng gần được 100 like rồi. Đấy, thì khách hàng nghĩa rất là yêu quý thì em rất là vui vẻ thôi. Cài đặt ngay đi. Thì em xin giới thiệu một chút về chiếc này. Chiếc này là Samsung Galaxy A6 nhé cả nhà nhé. A6 này, chung là được khách hàng yêu quý và tin tưởng, nhiều khách còn chuyện full hết cả tiền cho em thì em rất là vui nhé. Còn đặt hàng bên em thì nhận hàng, kiểm tra hàng thoải mái rồi mới thanh toán tiền cả nhà nhé. Chiếc A6 này em đã khuyến chị 1.700.000 nhé, máy nguyên zin nguyên bản này, màn hình đẹp không ố ám gì. Đấy, màn hình là màn hình AMOLED cả nhà nhé. Quý anh chị đi mua cái màn này là 1.500.000 được cả nhà. Rất là đẹp, màn đẹp không ố ám gì, máy em để lại rất là rẻ luôn. Cam trước sắc nét nhá, cam sau này cũng sắc nét này, giá 1.700.000 cả nhà nhé. Samsung Galaxy A6, quý anh chị cứ để ý mà xem. Video em đặt 2.000 view là kiểu gì em cũng phải được 5-70 like. Quý anh chị rất là quan tâm em. Vậy thì quý anh chị cũng đừng quên là để cho em nút like nhé, một nút đăng ký để em có thêm động lực để ra nhiều video hơn. Cam trước sau sắc nét nhé, cam sau này rất là sắc nét cả nhà nhé. Đấy, thì không có gì để mà phàn nàn cả. Đấy, cam trước cũng rất là ok nhé. Còn mua hàng bên em cực kỳ dễ, khách cũ rồi thì mua thì dễ thôi, nhắn tin cái là em gửi hàng cho ngay à. Còn khách mới á thì vui lòng cọc giúp em 50, 100.000, 200.000 qua hình thức chuyển khoản cả nhà nhé. Thì em sẽ nhận hàng, em sẽ trừ thẳng thẳng cái tiền đấy vào tiền máy luôn cho quý anh chị. Đấy, để quý anh chị có yên tâm luôn. Đấy, và đặt hàng thì hàng đến nơi thì kiểm tra hàng thoải mái rồi mới cần thanh toán tiền cả nhà nhé. Đây là một chiếc Samsung Galaxy A720, chiếc này thì lưng đẹp này, khung viền cũng tương đối đẹp nhé, có đôi cây lấm chấm bé bé thôi. Có một bác định mua cho con, nhưng mà sau bác nghĩ lại thì em đã khuyên bác là nên mua cái A9 Pro. Trước đấy thì đấy, như hôm trước em kể ngày xưa em tặng bố, giờ thì lên đời cho bố rồi. Đây là chiếc Samsung Galaxy A720 cả nhà nhé. A720 thì rất là ok nhé, chiếc này màn zin này đẹp không ố ám gì, rất là tuyệt vời. Màn chiếc này đã đáng giá 1.700.000 rồi cả nhà nhé. Thì mức giá em đưa ra là quá là thấp luôn, quá là hợp lý và không thể mà hợp lý hơn. RAM 3, bộ nhớ 32GB. Đây mà đẹp không ngà mố này. Cam sau thì sắc nét luôn cả nhà nhé. Đây cả nhà, cam sau này đẹp chưa, rất là sắc nét. Cam trước thì cũng ok nhé, sắc nét luôn, rất là ok nhé. Máy nguyên bản, không lỗi lầm gì. Thì chiếc này để cho quý chị 1.700.000 nhé, rất là hợp lý. Tiếp theo nữa là cũng là một chiếc 1.700.000 tiếp, đó là Samsung Galaxy A810. Chiếc này thì màn cũng gọi là đẹp, nhưng mà gần gần được 10 điểm, 9 điểm này nhá. Chung là quý anh chị nhìn rất là kỹ thì mới thấy nhẹ nhẹ, rất là nhẹ nhẹ đây này. Đấy, rất là nhẹ nhẹ, ở trên này có một tí thanh điều hướng. Nhưng mà thật ra nhìn bình thường thì không có một cái vấn đề gì cả, không thấy một cái biểu tượng gì cả luôn. Cái màn này gọi là cho một chiếc máy tuổi đời như thế này thì em đánh giá là màn đẹp nhá. Đấy, màn đẹp không ngà mố, tại vì em rất là kỹ tính, em nhìn thì mới ra thôi. Còn chả nhìn ra cả, đâu rồi máy ảnh, đâu rồi. Mở cái máy ảnh lên mình xin nhờ tí nào. Đấy, ok, máy ảnh đây. Xin lỗi cả nhà nhé, thời tiết thì cũng thay đổi một chút, em thì cũng ho ho một chút. Cam sau thì sắc nét cả nhà nhé, cam trước này cũng rất là sắc nét luôn. Đấy, rất là đẹp, nịnh mát cả nhà nhé. Cam cũng ok hết. Thì chức năng ok, không lỗi lầm gì. Chiếc này thì RAM 3, bộ nhớ 32. Đấy, giá thì 1.700.000 cả nhà nhé. Đây, bộ nhớ đây, 32GB cả nhà nhé, RAM 3, bộ nhớ 32, giá là 1.700.000 đồng, rất là hợp lý và rẻ, mức giá quá là tuyệt vời luôn, bạn Hàn Quốc cả nhà nhé, rất là phù hợp. Tiếp theo nữa em xin giới thiệu nữa là một bạn tên là Sam, gì nhỉ, con này tên là gì, em quên mất rồi, Xiaomi Redmi Note 7, Note 7 thì sẽ sở hữu cái màn hình cũng tương đối là đẹp nhé, rộng rãi, pin trâu 4.000, RAM 4, bộ nhớ là 64, rất là hợp lý. Đấy, cam sau thì đẹp nhá, nhưng mà chỉ bị nứt một tí này, không ảnh hưởng gì đến camera quay chụp nhá,
khung viền vội tương đối là đẹp, nói chung là tổng quan khá là đẹp. Quý anh chị thích pin trâu, máy ngon thì mua chiếc này thì tuyệt vời luôn. Giá là 1,8 triệu này nhé, quá là hợp lý rồi. Không thể mà rẻ hơn nữa, mà đẹp không ngủ ám như này. Đấy, máy rất là ngon lành luôn, pin 4.000, giá chỉ là 1,8 triệu thôi. Tiếp theo nữa em xin giới thiệu là một sản phẩm 2,050 triệu đến từ nhà Samsung, tên là Samsung A30 các anh nhé. A30 sẽ giữ là 3GB, bộ nhớ là 32GB đấy. Thì máy móc rất là ok cả nhà nhé, mức giá cũng cực kỳ là hợp lý. Trước này đợi một lát em sẽ test lại chi tiết hơn cho cả nhà nhé. Rồi tiếp tục thì chúng ta sẽ đến với sản phẩm đây, em sẽ là em giới thiệu chi tiết về chiếc này cả nhà nhé. Màn chiếc này là màn Super AMOLED, màn rất là đẹp mắt. Thì màn hình đẹp, không ngố ám gì cả nhà nhé, không lưu màu gì, màn rất là đẹp. Phía sau thì lưng màu vàng, cũng đẹp luôn. Khung viền còn rất là đẹp. Mức giá thì cũng cực kỳ là đẹp, 2,050 triệu. Pin 4.000 nhé, RAM 3 bộ nhớ 32 này, cam trước sau quay thì quý anh chị xem nhé. Đây, cam sau đây, sắc nét luôn cả nhà nhé. Đây có ảnh góc rộng này, ảnh góc hẹp hơn có này, góc rộng cả nhà thấy chưa? Cam cũng rất là ok này. Góc hẹp hơn này, ok luôn này. Cam trước này, đẹp không ngố ám gì nhá. Cam quay mặt rất là rõ, góc rộng luôn cả nhà, rất là ổn. Chung là trong tầm tiền mà khoảng 2 triệu đồng quý anh chị mua chiếc này quá là hợp lý rồi. Mua cho mình dùng, mua cho người yêu, mua cho bố mẹ cực kỳ là hợp lý nhá. Thật ra thì em nghĩ là nên mua đi, những người yêu thương của mình thì mình nên liên lạc với họ càng nhiều càng tốt. Với những người mình yêu thương càng nhiều càng tốt, tại vì thật ra cái lúc mình lớn lên, mình đi học, mình phát triển thì mình sẽ thấy là những cái mối quan hệ xung quanh nhiều khi không được như ở nhà, kiểu vậy. Chiếc này trước em bán 1,9 triệu nhá, hôm nay em bán là 1,5 triệu thanh lý, 1,5 triệu, sốc luôn đúng không cả nhà, sốc luôn, quá sốc. RAM 4, bộ nhớ 64, Snapdragon 821, màn hình 2K, 2,5 triệu, 1,5 triệu, quá sốc. LG Q9 nhá, lý do 1,5 triệu là pin nó gọi là thầy em thấy sạc nó hơi nhanh, pin nó cũng hơi gọi là hơi hết nhanh một chút, ý là vẫn dùng bình thường thôi nhưng mà pin nó hơi chai một chút rồi, thì em bớt đi 400.000 cho cả nhà nhé, về thay pin dùng thoải mái hoặc để thế này dùng vẫn rất là ngon lành. Đấy, sạc nó vẫn lên rất là từ từ cả nhà nhé, không vấn đề gì đâu, ý là em bảo thế thôi, chứ còn để 1,5 triệu thì để che giấu đi sự lỗ của em thôi, chứ còn mọi thứ nó vẫn bình thường cả nhà nhé. Chiếc này thì quá là phù hợp rồi, quý anh chị mua dùng rất là thoải mái. Chính sách mua hàng bên em thì quý anh chị cũng đã rất là rõ rồi ạ. Mua hàng thì lỗi một đổi một trong vòng 10 ngày, bảo hành 3 tháng phần cứng. Lên thì nói thật với quý anh chị là mua máy em thì ít, còn nói chuyện với em thì nhiều. Quý anh chị có tâm sự gì, có mong muốn làm về mẫu máy gì, quý anh chị có thể comment ngay bên dưới giúp em, em sẽ cố gắng em tìm kiếm. Hoặc là còn thắc mắc về những gì, về những sản phẩm ở đây cũng có thể bảo em luôn, em có thể em hỗ trợ quý anh chị. Đây là trên tay chiếc 6S 16GB bản quốc tế, nghe gọi bình thường, màn chấm thế này, mất vân tay, bấm bình thường, iOS 11, giá rất là rẻ, chiếc này chỉ là 999.000 đồng cả nhà nhé. Rồi ok, chiếc máy cuối cùng rồi, thì video của em xin kết thúc tại đây. À, đang định bán luôn con iPhone 12 mini em đang dùng để lên iPhone 13 mini nhé. Quý anh chị nào mà có nhu cầu thì có thể đặt hàng em. Chiếc này là iPhone 12 mini bản quốc tế nhé, quốc tế Hàn Quốc. Thì iPhone 12 mini thì cấu hình rất là ngon lành rồi, không có gì để nói, pin còn 82%. Đây em vào cài đặt em cho cả nhà xem nhé. Chiếc này thì em quay em ra rất là nhiều video. Đây, cài chung này, giới thiệu này, iPhone 12 mini nhé. Chung là có báo linh kiện nhưng mà cái này là chính hãng nhé, thay chính hãng tại trung tâm bảo hành Apple. Thì những cái máy chất thì mới chất lượng thì mới thay ở đây, còn những cái máy vớ vẩn sửa tè rồi người ta không cho thay đâu. Đấy, nhưng mà báo linh kiện này vẫn ok nhé. 128GB, giá 7,5 triệu cả nhà nhé, 128GB, màn đẹp không ngố ám gì, pin còn 82 thì phải là 83%, cam cụng các thứ ok, sắc nét luôn. Đấy, không có gì để chê cả nhà nhé, rất là ok luôn, ok la luôn, giá thì quá là rẻ luôn, 7,5 triệu. Rồi em xin kết thúc tại video tại đây nhé, máy vẫn rất là mượt mà. Đấy, số dư thì vẫn đều, nói chung là từ khi mua con máy này thì mọi thứ nó vẫn ok, rất là ok nhé. Rồi cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian theo dõi video, cảm ơn quý anh chị nhiều. Quý anh chị nhớ để lại cho em một like, một đăng ký để video được ra đều hơn và nhiều hơn nhé. Hẹn gặp quý vị trong những video tiếp theo. Thân chào và hẹn gặp lại.